Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đốc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích nhé. Đầy đủ các thương hiệu từ cưa giá rẻ, gia đình cho đến dòng cưa khai thác tầm trung đến xài chuyên nghiệp luôn các bác nhé. Đầy đủ các thương hiệu, hôm nay thì cửa hàng chúng em dọn lên cho các bác một lô rất là nhiều máy nhá. Tổng cộng hôm nay là 16 con, 16 cây cưa xích cực kỳ đẹp, cây nào cũng đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Và tổng cộng những dòng cưa sau đây của chúng em là bao ship cho các bác hoàn toàn miễn phí, ship tận nhà. Và giá của chúng em hôm nay đã công khai ở hết ở trên máy rồi nhá, đã ghi toàn bộ trên máy rồi. Và hôm nay thì chúng em lên lô M. Đó, lô M này đánh dấu từ M1. Hôm nay tổng cộng là có 16 cây thì đánh dấu từ M1 đến M16 các bác nhé. Đó, từ M1 đến tờ M16. Các bác nào ưng ý con nào, xem video ngày hôm nay của em ưng ý con nào thì nhấc máy lên và liên hệ qua em là số điện thoại 0354392929. Số điện thoại của em đây ở trên màn hình rồi. Đó, các bác nào ưng ý thì con nào thì nhấc máy lên và liên hệ qua em. Các bác chỉ cần đọc mã số máy thôi nhá. Đó, ví dụ em đánh dấu này con M9 ấy chẳng hạn này. Đó, giá 3 triệu đồng. Đó, các bác nào ưng ý thì chỉ cần bảo là chốt cho anh con M9 chẳng hạn là em biết ngay là con cưa Ryobi cơ nha. Đó, thì em sẽ chốt cho các bác luôn. Đấy, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên rất là nhiều máy các bác nhá. Từ Komatsu, Ryobi, Makita, Husqvarna, Estin. Estin này rất nhiều các bác nhá. Estin 017 1700 18020. Đó, 211024. Đó, và cưa giá rẻ cũng rất nhiều. Đấy, tùy nhu cầu sử dụng của các bác, tay cụt cũng rất là nhiều các bác nhá. Tay cụt hôm nay có 2 cây. Hôm nay tổng cộng là có 16 cây này, cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, quá là xuất sắc luôn. Con nào cũng đẹp nhức nách luôn này. Vâng, và để làm đỡ mất thời gian của các bác xem video thì bây giờ em quay sơ qua từng con đi nhá. Đó, và hình thức của bên em là các bác nào ưng ý con nào thì cọc giúp em trước 200.000 các bác nhá. Còn hàng tới các bác kiểm tra hàng thoải mái, đúng máy trên video, ưng ý máy móc test nổ ngon lành thì em trừ tiền cọc đó vào máy cho các bác. Các bác nhận khi các bác nhận hàng. Còn khi mà các bác không ưng ý, không nhận hàng thì tiền cọc này coi như là giúp em chịu tiền ship đi ship về của cây máy thôi. Còn tất cả những máy em báo giá trên này là hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé. Hoàn toàn miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của chúng em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó là ba bộ phụ kiện, cũng như là hoàn toàn miễn phí ship. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết, ship toàn quốc luôn các bác nhé. Đó, chỉ cần các bác để lại cho em số điện thoại, tên, địa chỉ, đó là em sẽ ship được đến tận nơi, rơi vào tầm khoảng 1 tuần đổ về. Đó, tùy tỉnh xa tỉnh gần, các bác ở xa thì em có thể ship được xa thì nó cũng hơi lâu một tí xíu, còn các bác nào ở gần thì chỉ khoảng 2-3 hôm thôi, tầm 1 tuần đổ lại các bác nhé. Đó, rồi các bác cân nhắc xem video, ưng ý mà thấy con nào mà phù hợp với mình thì các bác lựa chọn các bác nhé. Đó, bên em thì không có bán khách không cọc các bác nhá. Đó, không nhận khách không cọc, nên là các bác vui lòng xem kỹ video của bên em. Ưng ý con nào thì các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Còn hoàn toàn máy của bên em, chúng em là cam kết cho các bác máy móc zin nguyên bản 100% từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Đó, tất cả máy của bên em thì tuyển lựa cho các bác zin nguyên bản từ A tới Z, chính hãng 100%. Hàng có sao thì em sẽ nói rõ ở trên video để cho các bác đỡ mất công, rồi các bác đặt hàng rồi tới tay người dùng thì các bác lại thế này thế nọ, thì cửa hàng chúng em thì cũng không có làm mấy cái thứ đó. Đó, nên là máy trên video có sao thì em cũng sẽ nói rõ, tùy từng con một. Đấy, nên là các bác cứ xem video các bác nhá. Xem video các bác nào đồng ý con nào thì đặt. Đó, đầu tiên là con M1 là một con Komatsu G3005 các bác nhá. Hãng Komatsu thì không còn xa lạ gì nữa. Đó, giá 3 triệu đồng miễn phí ship các bác nhá, và tặng kèm phụ kiện. Đó, hai ốc làm này, tích hợp hai ốc làm, máy móc có chụp giật trợ lực luôn, nòng công suất 35cc, bô giảm thanh nhá, cực kỳ nổ, cực kỳ êm. Nói chung là hệ này thì xài cực kỳ sướng rồi. Đó, về cho các bác là sử dụng khai gia đình. Con này kéo tầm khoảng 5 năm đổ về các bác nhá. Đó, và con này là một con cưa Ryobi. Ryobi, đó, Ryobi, con này giá 2 triệu 5. Mà con này thì em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin rồi các bác nhé. Đó, lên theo máy cho các bác là một cây lam Latin zin
của Nhật đó. Còn máy móc thì hàng Ryobi này các bác nào sử dụng cũng quá là ngon lành rồi. Nó con này thì nói chung là con này với dòng Komatsu G3002 thì giống hệt nhau các bác nhá. Đó, có núm bướm sang phụ này. Con này công suất của nó là 33. Đây. 33,4cc. Làm tròn là 34cc các bác nhá. Đó. Các bác nhìn hai con, một con Komatsu G3005 với con một con Ryobi này có thấy giống nhau không ạ? Từ phần công tác đến phần núm này đến e gió giống hết nhau các bác nhá. Có chụp giật trợ lực luôn, con này có chụp giật trợ lực luôn. Đó, mà công suất của con này thì nhỏ hơn con này. Đó. Còn máy móc riêng linh kiện thì em thấy giống nhau y từ A đến Z luôn các bác. Nhìn cái bô này. Bô này với bô này, có thấy giống nhau à? Đó, con này cũng có bô giảm thanh nhá, chụp giật trợ lực luôn. Dòng này cũng là dòng Nhật nội địa nhá. Đó, con này giá 2,5 triệu miễn phí ship. Đó, và cuối video thì em sẽ test nổ từng con một. Bây giờ thì em sẽ quay nhanh coi cho các bác. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đỡ làm mất thời gian của các bác. Đó, con M3 là một con hút mana 236. Có núm bướm sang phụ, máy móc cực kỳ đẹp này các bác nhá. Đó. Con này em cũng đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin rồi. Một cây lam Latin. Mới xịn luôn các bác nhá. Đó. Con này giá 3,8 triệu. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Ốp lam tăng, ốp lam vặn nhanh này. Không cần phải xài ốc, chỉ cần tháo này ra thôi. Đó, vặn ra là ra được luôn nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Cần nè. Đó, cần nè tự động nhá. Ốp là về. Đó, bốn bộ sang phụ ở đây. Húp mặt na 236 3,8 triệu. Vâng, và tiếp đến con M4 là một con cưa tay cụt công suất lớn nhá. Hãy Makita. Các bác nào về mà chuyên sử dụng cách cành cũng như là về leo cây thì có thể lựa chọn em này. Đó, M4 giá 2 triệu đồng. Công suất lớn nhá. Con này thì công suất cực kỳ lớn thôi. Nòng 38 ly lận. Đó. Cực kỳ khỏe các bác nhá. Công tác công việc xài đầy đủ ở đây luôn. Đó. Giá 2 triệu đồng, miễn phí ship các bác nhá. Con M5 là một con cưa Estin 017 cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, các bác nhìn xem ạ. Có giống thiếu thùng không ạ? Đó, hàng tuyển chất lượng từ A tới Z nhá. Đó. Và hàng em bảo hàng hàng riêng và hàng cưa bãi thì nó sẽ không có chung một giá các bác nhá. Không có chung một giá. Tùy theo máy đẹp hay máy xấu thì giá nó sẽ khác nhau, dao động vài trăm ngàn. Đó, nên là các bác cân nhắc giúp em nha. Nhiều các bác lại bảo là cũng một con 017 mà có con rẻ thì có con đắt. Đấy, thì nó cũng tùy theo tình trạng máy, có máy đẹp, máy xấu thì bọn em sẽ bán giá khác nhau. Đó, con này thì em bán giá là 3,1 triệu này. Này các bác nhìn chữ Nhật luôn này, toàn chữ Nhật thôi. Còn máy móc thì không phải lăn tàn gì, cực kỳ đẹp các bác nhá. Con này thì hết chê rồi. Đó, nguyên zin từ A tới Z. 3,1 triệu M5. Vâng, tiếp đến con M6 là một con Estin 018C. Con này đời cao có xả áp các bác nhá. Xả áp. Tại sao lại có xả áp ạ? Tại vì các bác, nhiều các bác là không hiểu cái công dụng của cái xả áp này là gì. Cái xả áp này nó cũng giống như là một cái chụp giật trợ lực thôi. Đó. Thì tí nữa thì em sẽ test nổ con này thì em sẽ hướng dẫn luôn các bác sử dụng cái xả áp nó sẽ như thế nào. Đó. Máy móc thì không phải chê điểm gì nhá. Cực kỳ đẹp này, có ốp tăng chỉnh xích nhanh này. Đó, hàm rồng luôn nhá, có hàm rồng luôn. Nhiều cái dòng máy nhỏ thì nó sẽ không có hàm rồng, nhưng riêng con này thì tích hợp luôn hàm rồng nha các bác. Máy móc thì không phải chê điểm gì đâu. 3,3 triệu. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Zin từ A tới Z luôn. Đó, tiếp đến con M7 là một con cưa tay cụt gia đình 1,8 triệu các bác nhá. Máy móc thì hết chê rồi. Đó, cho các bác nhìn qua bô này. Bác có thấy có đẹp không ạ? Nhìn bô của nó sáng quắc luôn. Đây, làm xích này. Đó, các bác nhìn như chưa xài luôn các bác nhá. Cây làm cực kỳ đẹp. Hàng tuyển luôn ạ. Giá 1,8 triệu. Vâng, tiếp đến là con M8 là một con Estin 211. Có núm bơm sang phụ, con này thì có luôn chụp giật trợ lực. Đó. Dòng Estin cực kỳ đẹp các bác nhá, 4 triệu đồng. Có ốp tăng chỉnh xích nhanh luôn. Đó. Giá 4 triệu, vâng. Và tiếp đến là con M9. M9 là một con cưa xích Ryobi hàng tuyển chất lượng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Các bác nhìn qua thấy có đẹp không ạ? Đó. Con này thì công suất của nó là 38,2cc.
máy móc nguyên zin này, các bác nhìn bồ quá là đẹp nhá. 38,2cc, thắng xích đằng trước sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Cửa xích Ryobi hàng Nhật nội địa. Chất lượng nhá. Cực kỳ ngon lành. Đó. Con này thì em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới này các bác nhá. Về các bác sử dụng. Đó. Vâng, và kế đến là con M10. M10 Estin 020 nòng 40mm. Giá 3,4 triệu. Đó. Các bác nào chuẩn dòng Estin bãi Made in Germany nhá, hàng bãi Đức. Đó. M10 3,4 triệu. Vâng, tiếp đến là con M11. M11 là con Estin 021C. Máy móc cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Các bác nhìn qua có chất lượng không ạ? Đấy, các bác nhìn qua bộ cực kỳ đẹp các bác nhá. 3,8 triệu cho một cây này. Đó. Xuất sắc luôn các bác nhá. Về các bác sử dụng thì không phải lan tan gì rồi. 3,8 triệu cho một con Estin 021C, có núm bơm xăng phụ, có xả áp ở đây luôn. Đấy, dòng này có xả áp. Tí nữa thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái công dụng của cái xả áp nó sẽ như thế nào. Nhiều các bác biết rồi thì bỏ qua giúp em nhé. Còn các bác nào chưa biết thì em sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu luôn. Đó, nhiều các bác chưa biết cái xả áp nó có công dụng như thế nào thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Đó. Vâng, và con M13 là một con cưa Echo gia đình các bác nhé. Echo tay dài giá 1,8 triệu. Đó, máy móc cực kỳ xuất sắc. 1,8 triệu. Cưa này cưa gia đình, cho các bác nào sử dụng ít thì có thể liên hệ con này. Công suất 33cc. Vâng, con này M14 xả luôn cho các bác 1,4 triệu. Con này thì công suất 38cc lận các bác nhé. 38cc. Hàng này là Pulock của hàng Nhật bãi nội địa, toàn tiếng Nhật các bác nhé. 1,4 triệu xả luôn. Con này cho bác nào sử dụng gia đình hoặc là cắt ít thì có thể lựa chọn của em này. Đó. Đó. Tiếp đến là con M15, một cây cưa xích Makita, quá đẹp các bác nhé. Con núm bơm xăng phụ trên này luôn này, cực kỳ đẹp các bác nhé. Họ các bác nhìn qua bồ này, xuất sắc không ạ? Đó. Vâng. Dạ, và cưới đấy là con M16. M16 là giá 5,2 triệu các bác nhé. Con này là con Estin 024AV, cho các bác nào về sử dụng khai thác. Đó, con này thì công suất của nó là 42cc. Con này kéo khoảng 5,5,6 vô tư luôn các bác nhé. Đó. Giá 5,2 triệu, đã bao ship rồi các bác nhé. Đó, xích to bản nguyên các bác nhé. Xích rin của nó đây ạ. Đó, và em đã quay tổng thể vừa rồi là lô đấy rồi. Thì các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ trực tiếp của em. Đó, để đặt hàng luôn các bác nhé. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi, các bác chỉ để cần để lại số điện thoại cũng như là tên địa chỉ thì em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, các bác nào ưng ý con nào, tổng thể hôm nay là có 16 cây. Đó, xả hết cho các bác nào sử dụng hoặc là ưng ý trên video theo dõi kênh của chúng em vừa rồi hoặc là chưa kiếm được những dòng sản phẩm nào ưng ý thì các bác xem thử xem lô này xem là có ưng ý nhất cho mình được con nào không các bác nhá. Cũng lâu vừa rồi thì cũng hơi lâu rồi em chưa lên một lô cưa xích nào cả. Đó, hôm nay thì chúng em có thời gian thì em quay cho các bác luôn một lô luôn. Rất là nhiều máy, toàn máy hệ đẹp thôi. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em tùy nhu cầu các bác sử dụng các bác nhá. Vâng, và giờ em vừa nãy thì em nói luôn tùy theo từng vừa nãy thì em quên cũng không nói là cc bao nhiêu rồi máy móc bao nhiêu thì em sẽ nói lại nhá. Con này 35cc, con này 34cc, con này 36cc, con này thì em cũng không rõ là nòng bao nhiêu cc nhưng mà nòng của nó là 38 ly. Đó, Estin 017 nòng 37 ly, Estin 018 nòng 38 ly. Đó, Estin 021 33cc, Estin 0 con 211 nòng 40 ly các bác nhá. Đó, cưa xích Ryobi 38cc, 38,2cc, con này nòng 40 ly này, con này nòng 40 ly luôn, con này nòng 38 ly. Đó, con này nòng công suất 33cc.
Con này thì công suất 38cc, con này công suất 33cc. 33 hay 35 ấy, hình như là 35cc. Đó, còn con này thì 42cc. Đó. Tất cả đấy là em, con nào mà em không nhớ cc thì em sẽ nói nòng bao nhiêu ly các bác nhá. Thì cái này thì cũng rất là nhiều máy thì em cũng không cũng không tính được cc nhiều đâu các bác ạ. Đó. Nên là các bác thông cảm giúp em các bác nhá. Đó, con nào em nhớ cc thì em sẽ báo giá cho các bác. Còn con nào mà không nhớ cc thì em sẽ báo giá ly nòng để cho các bác tham khảo con nào mà phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất thì các bác liên hệ các bác nhá. Đó, thông cảm giúp em là không thể nhớ hết được là nòng nó có bao nhiêu cc đâu ạ. Tính thì cũng hơi ngu á. Và bây giờ thì em qua phần test nổ đi nhá. Test nổ cũng như là cho các bác nghe qua tiếng máy tùy từng con một. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Dạ vâng, con đầu tiên M1 các bác nhá, giá 3 triệu đồng. Cửa xích Komatsu G3005 có chụp giật trợ lực. Cho các bác nghe qua cái tiếng bô của nó sẽ là giảm thanh nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đó, để cho các bác nghe qua luôn. Giật chụp giật trợ lực thì cực kỳ dễ nổ rồi. Dạ, tiếng máy nổ của nó thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Đó, và em sẽ hướng dẫn luôn. Cái này là phần đổ nhớt thải để bôi trơn lam xích. Và còn phần này là phần đổ xăng các bác nhá. Nắp đen là đổ xăng, nhớt nắp trắng là đổ nhớt thải ra lam xích. Còn đủ bơm xăng ở đây, công tắc ở đây. Đó. Các bác về sử dụng thì nếu mà các bác sử dụng thì nhớ phải bật công tắc lên các bác nhá. Đó. Giật nổ thì con này giật đó. Giá 3 triệu đồng các bác nhá, cho một em cưa Komatsu G3005. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Con này công suất của nó là 35,3cc các bác nhá. Đúng là của nó đấy ạ. 35,3cc, cân nặng 4,1kg. Là đầu máy không các bác nhá. Còn cả lam xích nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 4,5kg gì đó. Đó. Dạ vâng, tiếp đến là con M2. Một con cưa Ryobi xài gia đình. Nhưng mà máy móc thì giống hệt trong dòng Komatsu các bác nhá. Đó. Con này thì công suất là 33,4cc. Đó. 33,4cc, cân nặng thì con này chắc cả lam xích nó rơi vào tầm khoảng 4kg các bác nhá. 4kg. Con này em lên cho các bác luôn một cây lam Latin cực kỳ đẹp luôn rồi. Đó. Cây lam Latin, các bác nhìn dây giật này. Như mới luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Giá 2,5 triệu. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Giá 2,5 triệu các bác nhá, một cây cờ xích xài gia đình. Dạ vâng, kế đến là một con M3 cưa xích Husqvarna 236. Đó, con này thì về khai thác tầm trung cũng quá là ok rồi các bác nhá. Giá 3,8 triệu, em đã lên cho các bác luôn một sợi một cây lam Latin xịn rồi các bác nhá. Cây lam Latin xịn luôn, mới đét các bác nhá. Còn máy móc thì không chê điểm gì đâu. Hàng đẹp tuyển chất lượng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Đó. Giá 3,8 triệu cho các bác. Con này thì nóng 40 ly. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Đó. Đó, máy móc nổ ngon lành luôn các bác nhá. Đó, và khi các bác đặt hàng của bên em thì em sẽ kiểm tra cũng như là test nổ lại một lần nữa để đảm bảo cho các bác là máy móc tới tay các bác dùng có thể đảm bảo nhất, đó, ngon lành nhất các bác nhá. Đó, tiêu chí của cửa hàng chúng em là như thế. Dạ vâng, tiếp đến là một con M4 cưa tay cụt các bác nhá. Công suất lớn cho các bác về sử dụng chuyên nghiệp. Đó. Đó,
các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Dạ vâng, tiếp đến là một con M5 các bác nhá. Máy móc cực kỳ xuất sắc luôn này. Đẹp nhức nách luôn các bác nhá. Đó, hình thức quá là ok này. Bồ này, các bác nhìn ạ, trông như mới luôn các bác nhá. 3.1 triệu, hàng sưu tầm cực kỳ đẹp. Đó. Hàng này dòng cưa bãi Đức các bác nhá. Trồng to bản như mới nguyên các bác nhá. Đó, xích green của nó đấy. Con này lam của nó là 45 phân, mặt cắt được 40. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua xe. Dạ vâng, tiếp đến là một con 018 nhá. Máy móc nguyên zin. Đây, để em sẽ giới thiệu cho các bác cái xả áp nó sẽ công dụng như thế nào nhá. Tại vì dòng thường thường những dòng cưa Estin thì người ta sẽ có hai loại máy, một là Estin 018 và Estin 018C. Chữ C này đằng sau là sao ạ? Đằng sau là sẽ có chụp giật trợ lực các bác nhá. Còn nếu mà con nào nó không tích hợp chụp giật trợ lực thì nó sẽ có một cái xả áp ở đây. Đó là khi các bác nào mà các bác muốn test sử dụng nổ ấy thì các bác bấm vào đây. Bấm cái xả áp vào đây thì giật nó rất là nhẹ nhá. Giật nhẹ dễ nổ luôn. Đó, kéo này. Các bác là đang trèo trên cây mà các bác muốn nhẹ. Nhẹ thì có thể bấm vào cái xả áp này. Giật rất là nhẹ nhá. Này. Đó. Giật rất là nhẹ luôn. Đó. Dạ vâng, tiếp con M7 các bác nhá. Món cưa tay cụt hàng sưu tầm, máy móc thì nguyên bản đây. Này, xích này em lên cho các bác xích mới luôn rồi nhá. Làm thì cực kỳ đẹp. Đó, các bác nhìn bộ có đây xuất sắc không ạ? 1.8 triệu. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em các bác nhá. Dạ, tiếp đến là M8 Estin 211C. Dòng C là dòng chụp giật trợ lực và con này cũng không ngoại lệ các bác nhá. Có chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Có núm bơm xăng phụ ở đây. Công tắc E thì công tắc E tự động. Đó, các bác đẩy cái này xuống này. Khi các bác bóp thì cần đẩy, bóp một cái là nó sẽ tự đẩy lên. Đó. Là giá 4 triệu các bác nhé. Dạ vâng, và con M9 các bác nhé. Bây giờ ngoài trời thì cũng đã tối tối rồi thì em sẽ test nổ nhanh cho các bác luôn nhé. Còn các bác nào có muốn tham khảo thêm thì liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em, cũng như số điện thoại thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhé. Đó, con này thì có cần e tự động này, bóp cái là nổ thôi. Đó, công tác núm băng bơm xăng ở đây. Đó. Giá 3 triệu đồng, giày giật như mới này các bác nhá. Các bác nhìn thì có xuất sắc không ạ? Đó. Dạ vâng, tiếp đến con M10 là con Estin 020, cực kỳ lực luôn nha. Thì em sẽ nổ cho các bác nghe qua tiếng máy này. Giá 3.4 triệu, còn máy móc thì không phải lăn tăn suy nghĩ gì đâu. Xài con này thì cực kỳ khỏe các bác nhá. Nòng 4mm mà tiếng nổ của nó thì cực kỳ rét này. Dạ vâng, con M11 các bác nhá. Estin 021C có núm bơm xăng phụ, có xả áp. Đó, ốp tăng chỉnh xích nhanh. Giá 3.8 triệu. Đó, hàng sưu tầm cực kỳ đẹp các bác nhá. Có nắm tay giật bản to này.
8. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Đó, dòng này là dòng 018C, con này thì tích hợp luôn chụp giật trợ lực nhá. Đó, có chụp giật trợ lực rồi thì nó sẽ không có cái xả áp ở đây. Đó, nên là các bác xem qua, dòng này là dòng 180C các bác nhá. Đó, có chụp giật trợ lực giá 3,4 triệu. Nguyên zin nguyên bản, chưa bể vỡ hay nứt nát cái gì cả. Máy móc ngon lành các bác nhá. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Quá là xuất sắc này. Không chê điểm gì được luôn, hàng sưu tầm, cực kỳ đẹp. Dạ vâng, tiếp đến là con M13. Ngoài trời giờ thì cũng tối lắm rồi. Đó thì các bác thông cảm giúp em nhá. Nhìn đôi khi mà màn hình hoặc video nó không có rõ thì các bác tham khảo giúp em nhé. Đó, M13 giá 1,8 triệu, cưa xích Echo sử dụng gia đình. Đó, sử dụng gia đình các bác nhé. Con này thì nói chung là nhỏ nhẹ thôi. Các bác cắt gia đình con này là quá ok này. 1,8 triệu. Dạ vâng, và con M14 là một con cưa xích công suất 38cc, giá chỉ 1,4 triệu các bác nhá, em miễn phí ship luôn cho các bác về sử dụng. Đó, nhiều các bác kinh phí thấp và muốn sử dụng cưa xích hàng hai thì Nhật bãi thì lựa chọn con này là quá là ok nhá. Đời cực kỳ mới, máy móc thì ngon lành rồi, công suất thì lớn 38cc. Dạ vâng, cưa xích Makita M15 các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó. Hàng quá là xuất sắc luôn. Con M16 nhá. Vâng, do thời tiết ngoài kia giờ nó tối sầm rồi nên là không thể quay cho các bác xem qua được, thì vào nhà để em quay nút con cuối các bác nhá. M16 giá 5,2 triệu, Estin 024AV, đời nâng cấp của dòng 024. Đó. Máy móc thì nguyên zin từ A tới Z các bác nhá. Nòng hơi thì cứng ngắc nguyên, bi tông sọc ngang cho các bác luôn. Đó. Con dao thơ này cứng ngắc các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Vâng, và cuối video này thì tổng là 16 cây. Các bác nào ưng ý thì chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ qua cho em. Em đã đánh dấu ký tự từng con một rồi. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.